Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, gần một năm sau khi Hamas tấn công Israel, đất nước của ông đang xung đột với Iran, Hezbollah, Hamas, Houthi, khủng bố ở bờ Tây và quân CIA ở Iraq và Syria. Ông Netanyahu cho biết, nước này vẫn duy trì lời hứa thay đổi cán cân quyền lực ở phía bắc giữa Israel và Liban. Theo dữ liệu của Aglet, Israel đã tiến hành gần 9.000 cuộc tấn công vào Liban từ ngày 8 tháng 10 năm 2023. Và cùng thời điểm đó, Hezbollah đã mở 1.500 cuộc tấn công vào Israel. Đề cập đến Gaza, ông Netanyahu khẳng định, Israel có quyền tự vệ và sẽ không quên 101 con tin mà chúng tôi cam kết sẽ đưa họ về nhà bằng mọi giá. Theo Bộ Y tế Gaza, ít nhất 41.825 người đã thiệt mạng ở giải đất ven biển này kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Trong khi đó, Bộ Y tế Liban cũng cho hay, hơn 1.400 người đã thiệt mạng, gần 7.500 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel và nước này trong tháng 9. Trong một động thái liên quan, lực lượng phòng vệ Israel ngày 6 tháng 10 cho biết, để đề phòng các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra vào hoặc xung quanh các sự kiện đánh dấu một năm vụ tấn công của Hamas vào nước này ngày 7 tháng 10 năm 2023, lực lượng bổ sung đã được triển khai gần giải Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel nhận định, theo đánh giá hiện tại, Bộ Tư lệnh miền Nam đang chuẩn bị cho các kịch bản phòng thủ và tấn công trong tháng tới, đồng thời đảm bảo tiến hành an toàn các buổi lễ tưởng niệm gần giải Gaza, nơi các cộng đồng bị tàn phá vào ngày 7 tháng 10. Theo lực lượng này, một kế hoạch sẵn sàng, chi tiết đã được thực thi. Cụ thể, Sư đoàn Gaza của lực lượng phòng vệ Israel đã được tăng cường thêm một số trung đội để cùng với các lực lượng đồn trú bảo vệ cả cộng đồng và khu vực biên giới, đảm bảo ứng phó toàn diện với mọi sự cố có thể xảy ra. Hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn tin từ lực lượng vũ trang Iran khẳng định Quốc gia Hồi giáo đã hoàn toàn sẵn sàng cho kế hoạch tấn công đáp trả tiếp theo chống Israel. Theo đó, để chuẩn bị cho kịch bản bị Israel tấn công trả đũa cuộc tập kích tên lửa tối ngày 1 tháng 10 vừa qua, Iran đã lên danh sách cụ thể các mục tiêu cho đòn giáng trả mới nhằm vào Israel. Nguồn tin nhấn mạnh, quy định giáng trả sẽ được lập tức đưa ra ngay khi Israel tiến hành hành vi thù địch nhằm vào Iran. Theo ghi nhận vào tối ngày 1 tháng 10, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng khoảng 200 quả tên lửa đạn đạo tấn công hàng loạt cơ sở quân sự tại Israel. Iran khẳng định cuộc tập kích nhằm đáp trả việc Israel hạ sát các thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hamas, lực lượng Hezbollah và vệ binh cách mạng hồi giáo Iran. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy nửa năm Iran tập kích đường không quy mô lớn vào Israel để báo thù hành vi gây hấn của quốc gia đối địch. Trước tình hình đó, giới chức chính trị và quân đội Israel thì sẽ tiến hành biện pháp đáp trả khốc liệt chống Iran, khiến nước này phải hồi hận. Tuy nhiên, thời gian, phương thức và địa điểm tiến hành các cuộc tấn công đáp trả của Israel chống Iran chưa được công bố hiện dư luận khu vực và quốc tế đang lo ngại rằng Israel có thể tấn công các cơ sở dầu mỏ, năng lượng, thậm chí cả cơ sở hạt nhân của Iran. Kịch bản trả đũa này có nguy cơ làm bùng phát một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa hai bên, đồng thời lôi kéo thêm nhiều lực lượng ở cả trong và ngoài khu vực tham gia, trong đó có Mỹ. Trang AFP đưa tin, phong trào Hội giáo Hezbollah tuyên bố, lực lượng này đã triển khai thiết bị bay không người lái tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự Israel gần thành phố Haifa ở miền Bắc trong ngày 6 tháng 10. Đây là hành động trả thù mới nhất của Hezbollah kể từ khi Israel bắt đầu các cuộc không kích dữ dội vào Liban hồi tuần trước. Trước đó, báo Arab News của Arab Sioux đưa tin, quân đội Israel đã đe dọa phá hủy thị trấn Taraja ở thung lũng bk của Liban, vì cho rằng nơi này chứa vũ khí của lực lượng Hezbollah. Đồng thời, Israel đã thông báo cho thị trưởng thị trấn Taraja rằng, Vũ khí của Hezbollah đang được cất giữ tại đây và tuyên bố, nếu họ không di rời trong vòng một ngày, thị trấn sẽ bị phá hủy. Được biết, thị trấn Taraja nằm ở trung tâm thung lũng Beka và là một phần của quận Bapec, cách thủ đô Beirut 74 km. Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 6 tháng 10, khoảng 15.000 người ủng hộ Palestine đã xuống đường tuần hành tại nhiều thành phố lớn của Australia. Qua đó, yêu cầu ngừng bán ở Trung Đông, và gây sức ép để chính phủ nước này đưa ra nhiều biện pháp cứng rắn với Israel. Theo đó, các cuộc tuần hành ủng hộ Palestine đã diễn ra ở thành phố Melbourne, Sydney và Adelaide của Australia trong ngày 6 tháng 10, một ngày trước khi đánh dấu cho một năm Hamas tấn công vào Israel và bắt giữ nhiều người. Nhiều người tuần hành đã kêu gọi ngừng bắn ở Trung Đông, sau khi hàng nghìn người đã thiệt mạng ở cả Palestine, Israel và Liban trong suốt một năm qua. Ngoài ra, người tuần hành còn yêu cầu chính phủ Australia cứng rắn hơn với Israel. Không chỉ những người ủng hộ Palestine xuống đường, mà những người ủng hộ Israel cũng xuống đường. Tuy số lượng không nhiều bằng những người ủng hộ Palestine, song rất may không xảy ra đụng độ giữa hai nhóm người này. Chính phủ Australia hiện đang rất thận trọng khi đưa ra các quan điểm trong vấn đề Trung Đông. Vì lo ngại kích động người Hồi giáo cũng như do Thái ở nước này và gây chia rẽ nội bộ. Chính vì vậy, chính quyền nước này đang cố gắng kiềm chế người dân, trong khi rất lo ngại các cuộc tuần hành sẽ gây ra đụng độ. Dự kiến trong ngày 7 tháng 10, một số người ủng hộ người dân palestine sẽ vẫn tụ tập ở một số địa điểm tại australia